Tôi hỏi ông, rõ ràng ông chỉ là một bộ xương, làm sao ông có thể sống và nói chuyện được hả? Chính xác ông là cái gì, mau nói cho tôi biết nhanh. Khoan đã. Hả? Trước khi trả lời câu ấy, ông Sương à, ông hãy làm đồng đội của tôi nha.